Kính thưa quý vị, tỷ lệ thất nghiệp Hoa Kỳ giảm xuống đến mức thấp nhất trong vòng 5 năm. Tăng trưởng việc làm trong tháng 4 đã có mức gia tăng nhanh nhất trong hơn 2 năm với 288.000 việc làm mới đã được tạo ra. Tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh xuống còn 3.6%, tạo hy vọng mới rằng hoạt động kinh tế đã phục hồi tốc độ với thời tiết tốt hơn trong mùa xuân. Kinh tế gia John Sinvia cho rằng Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có thể thay đổi tỷ lệ lãi suất sớm hơn, sớm nhất là vào quý 2 năm 2015, thay vì vào quý thứ 3 của năm 2015 như ước tính ban đầu. Và đây là sự cân bằng kinh tế giữa tăng trưởng kinh tế tốt hơn và gia tăng lãi suất. Thu nhập trung bình mỗi giờ làm việc vẫn không thay đổi và số giờ làm việc trung bình hàng tuần vẫn ổn định ở mức 34.5 giờ. Tuy nhiên, một phần của lý do tại sao tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất trong hơn 5 năm đó là vì có ít người đang tìm kiếm việc làm hơn. Vào tháng trước, đã có 806.000 người rời khỏi lực lượng lao động. Nhưng Chủ tịch Cố vấn Kinh tế Tòa Bạch Ốc, ông James Fortman cho biết, nếu tính số lượng thất nghiệp rộng hơn, bao gồm người lao động bỏ cuộc và bao gồm những người làm việc bán thời gian và thiện nguyện, thì tỷ lệ này cũng đi xuống cùng với tỷ lệ thất nghiệp thông thường. Những việc làm mới chủ yếu đã được nhìn thấy trong khu vực tư nhân, với tăng trưởng mạnh nhất là trong ngành xây dựng. Nhưng những loại công việc đang được tạo ra làm cho giáo sư Chris Gregory lo lắng. Ông cho biết các việc làm này có xu hướng là việc làm ngắn hạn, phần lớn là trong lĩnh vực bán lẻ. Báo cáo việc làm cùng với dữ kiện lạc quan khác gần đây bao gồm chi tiêu của người tiêu dùng và sản xuất công nghiệp xác nhận việc tăng trưởng gần như không có trong quý đầu tiên là vì thời tiết.